Vâng. Hôm nay là đã đi lại sự cuộc đời, giống như người chết sự yêu cầu mang trả lại và người ta đã trả lại công nghệ của là một trong những thứ nhất của đế chế La Mã và xuất hiện lại. Đó, chúng ta có thể thấy nhiều cái bức minh họa. Bức minh họa kia là Chúa Giêsu giáng trần và Chúa Giêsu xuống để vì tin yêu con người và Chúa vì yêu người, Chúa đã chịu đóng đinh trên thập giá để chịu cái nỗi khổ mà con người gọi là chuộc những cái lỗi không con người để giúp con người thoát khổ. Nói ý đồ như vậy. Còn bên tay trái kia miêu tả là gì? Miêu tả là Thánh Marco sau khi mất thì ở tại Ai Cập cơ ạ. Và năm 1815 thì cùng với con ngựa thì người ta mang cái xương cốt của Thánh Marco cách ngày đây khoảng 2000 năm về đây. Còn xương có thật hay không thì chẳng có. Còn họ xếp hàng và rất là nhiều thì vào sẽ tham quan nhà thờ. Nhà thờ bên trong cũng có rất nhiều những bức minh họa. Nhưng bây giờ cháu sẽ để 5 phút cả nhà mình chụp ảnh ở đây. Cháu sẽ chụp cho xong là mình sẽ tiến vào chỗ cô siêu.